Bộ Ngoại giao, báo cáo của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo ở Việt Nam thiếu khách quan, ngày 29 tháng 4 năm 2021, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc báo cáo năm 2021 của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ, USCIRF, cho rằng Việt Nam tiếp tục vi phạm tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt khẳng định báo cáo vẫn còn một số nội dung đánh giá thiếu khách quan, không công bằng dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình tại Việt Nam. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Những điều này đều được quy định rõ ràng trong hiến pháp, pháp luật Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế. Hiện nay, ước tính 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng tôn giáo, trong đó có trên 25 triệu tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau, chiếm khoảng 27% dân số, riêng Công giáo có trên 7 triệu tín đồ, Tin lành có trên 1 triệu tín đồ. Nhà nước Việt Nam cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tôn giáo tiến hành giao lưu, hợp tác quốc tế, thực tiễn đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hết sức phong phú và sinh động. Thực tế, cứ đến hẹn lại lên, hàng năm khoảng thời gian này, USCIRF lại tung ra báo cáo về tự do tôn giáo các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, báo cáo chỉ đề cập và xoáy sâu vào những tiêu cực về vấn đề tôn giáo mà USCIRF nhận được từ các tổ chức cá nhân thù địch, chống đối Việt Nam và loại đi những thông tin khách quan, tích cực, nhìn vào danh sách các quốc gia được USCIRF đưa vào giám sát và báo cáo về tự do tôn giáo hàng năm, rạc toàn các nước mà Mỹ giảng nhãn cộng sản và độc tài, và lơ đi, bỏ qua cho chính tự do tôn giáo của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh. Các quốc gia không có gì để Hoa Kỳ phải quan tâm, can thiệp cả. Năm 2019, chính phủ Việt Nam từng tạo điều kiện cho USCIRF đến Việt Nam tiếp xúc với tất cả thành phần tôn giáo trong nước. Nhưng dường như những tiếng nói tích cực về tự do tôn giáo Việt Nam đến từ cá nhân, tổ chức thiện chí đều bị USCIRF gạt ra bên lề. Đồng thời, USCIRF tận dụng cơ hội này để tiếp xúc, cổ vũ hứa hẹn, động viên các cá nhân, tổ chức tôn giáo có thâm niên chống chính quyền, gây rối, phá rối an ninh trật tự các địa phương, xem đó như là bằng chứng về vi phạm tự do tôn giáo của Việt Nam. Rõ ràng, dư luận Việt Nam từ lâu đã bóc mẻ USCIRF là tổ chức lợi dụng vỏ bọc tự do tôn giáo để tạo cớ vu cáo, xuyên tạc tình hình tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam, can thiệp vào nội bộ Việt Nam, xem đó như thủ đoạn gây sức ép Việt Nam về chính trị, kinh tế, xã hội theo ý đồ của Mỹ trong khu vực và trên thế giới. Chính bản chất hai mặt này của Hoa Kỳ khiến Việt Nam chưa khi nào thực sự xem Hoa Kỳ như bạn bè thực sự, mà chỉ coi họ như đối tác hợp tác toàn diện, chiến lược để cân bằng lợi ích giữa các nước lớn đang muốn nhăm nhe, ảo tưởng thu phục Việt Nam mà thôi, khánh chi.